Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Sau cái video làm về cái bộ Ngũ Long Hóa Hình phiên bản 2.0 để dành tặng cho anh em Duy Bùi ngày hôm trước, thì tôi cứ nghĩ là đấy là cái video clip cuối cùng tôi làm về cái bộ này rồi. Đấy, bởi vì cái bộ này nó quá là mạnh. Tôi không muốn là phổ biến nó quá rộng rãi. Mà tôi cũng đã làm 2 video clip rồi còn gì nữa, đúng không? Đấy, mà 2 video clip rồi mà rồi cuối cùng là vẫn chưa đủ. Đấy, vẫn có anh em là yêu cầu. Đấy, và anh em yêu cầu ngày hôm nay là một anh em hội viên ở trên kênh, nên là tôi cũng khó để có thể là khước từ được cái lời đề nghị dã man. Hôm nay sẽ là yêu cầu của anh em Vũ Trung Kiên. Anh em Vũ Trung Kiên thì mặc dù là đã xem 2 video clip về Ngũ Long Hóa Hình rồi, nhưng mà vẫn muốn tôi làm tiếp thêm để biết xem là cái cách xây dựng nó còn có thể là xây dựng như nào nữa không. Đấy, thì anh em Vũ Trung Kiên có mong muốn là sẽ làm thêm một lần nữa, và có thể lần này sẽ là lần cuối nhá anh em nhá. Đấy rồi, ui ra mấy con rồng rồi này. Nhưng mà vẫn chưa có slot mua anh em ạ. Xem nào. Up cấp rồi đã này. Ok. Whisper Seer này là mua này, có thể lên 2 sao sớm này. Kết hợp với cả con Unicorn này. Unicorn thì thực ra coi như là chúng ta đã có 2 con rồi. Unicorn này Whisper Seer là coi như là chúng ta có 2 con rồi. Đấy, và con Tuka này để lại để giữ lại kích beat, tỷ lệ kích beat nữa. Tạm thời có lẽ là chúng ta sẽ mua một con rồng thôi, bán con này đi. Ok. Rồi nào này vẫn sẽ thắng thôi. Thực sự là chơi cái bộ Ngũ Long Hóa Hình. Ô thôi, rao này thua. Thua. Sai lầm quá nhở. Lẽ ra phải cho con Orc vào anh em ạ. Cho Orc vào mới đúng. Sai lầm à. Orc là bắp cho cái con sao breaker ấy, thì là ngon. Ba goblin nữa này. Có lẽ sẽ mua human. Human nó sẽ giúp chúng ta lên được level 10 sớm. Một cái line up mà đánh ở level 10 chúng ta cần đẩy lên 10 sớm, nên là chúng ta sẽ mua thêm một con Angry Clyde này vào nữa. Tí nữa mà ra human thì chơi luôn. Dunlap thì thôi, cũng chả cần phải mua đâu. Bởi vì có 3 human thì tôi sẽ cho vào sớm thôi. Ở level 6 ấy, thường nó sẽ là 3 mage kết hợp với 3 goblin. Lên level 7 thì nó sẽ là 3 human nữa. Thường nó sẽ là như thế anh em ạ. Xây dựng đầu game thì nó sẽ là như thế. Ra ngoài lại thua, thải ra gấu sớm á. Ra con gấu Metalith thì rất là khỏe. Khó chịu thật. Nhưng mà tí nữa rồi gặp cái bộ Ngũ Long Hóa Hình lên level 10 thì đứt điện hết anh em ạ. Mấy cái bộ này bây giờ nói chung là con muỗi. Phải gặp cái sức mạnh tối thượng của cái bộ Ngũ Long Hóa Hình Tabu Witcher này. Thực ra thường ấy thì tôi cũng sẽ rất ít khi tôi mua mấy cái con này đầu game anh em ạ. Late game đủ bài chuyển bài thôi. Bán con thỏ đi để mua con Orc vào. Con Orc này sắp lên 2 sao rồi. Orc này bắp skill cũng hay. Bắp là chúng ta được coi như là một cái refresh of free đấy. Đầu game. Nếu mà thua tôi lại bán đi nha anh em nhé. Thua bán đi. Ok. Round này khả năng là sẽ thắng đấy. Bắp cho con Tinker hơi ngu một tí. Nhưng mà may mà cái con Heaven Bomber nó có giáp. À không phải, con Skybreaker nó có cái giáp. Rất trâu. Đủ thời gian để cho mấy cái con gây đam mà chúng ta có thể đánh được. Rồi. Ăn được thôi, Heaven Bomber còn sống là ăn được. Mãi mới thắng được một trận. Rồi. Ui rồi, ui quá tuyệt vời. Đấy. Những cái con Druid nó rất là dễ lên được 2 sao. Chúng ta tận dụng luôn.
Thực ra cái phần đầu game này thì cái xe Legi nó không bằng 2 sao đâu anh em ạ. Cho 2 sao vào thôi. Không cần phải 3 mét đâu. 2 sao này cái lượng đam tay nó cũng đã to hơn cái con 1 sao rồi. Đánh tay nó cũng đã khỏe rồi, máu nó còn nhiều nữa. Cho vào đánh luôn. Lên 7 sớm thì chúng ta sẽ cho 3 mét vào sớm đó. Và có thể là cái bộ Goblin chúng ta sẽ giải tán sớm. Đâu này thắng rồi không? Chắc là thắng rồi. Có con rồng đằng sau là bắp máu cho thì quá đã. Hai con hồi máu thì làm sao mà thua được. Rồi. Không có cái con zipper để tôi kiếm cái công nghệ mech nhỉ. Hơi đen nhỉ, không ra con zipper nào. Bây giờ ra con Heaven Bomber 2 sao. Con Skybreaker 2 sao thì tuyệt vời. Không cần phải là ra zipper, tự ra 2 sao. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta cũng không được hên cho lắm. Hai con này nó lên một cặp từ rất sớm nhưng mà vẫn chưa lên được 2 sao anh em ạ. Thực ra thì nếu mà lựa thì vẫn lựa thôi. Tí nữa tôi vẫn sẽ lựa được. Để tôi chuyển dần về cái bộ rồng. Đánh trận này còn có rồng 5 đô chứ. Rồng 5 đô. Trận này không có chúa quỷ, chúng ta có thể thay con rớt cũng được anh em ạ. Con rớt. Con rớt kết hợp với con rồng 5 đô và con rồng 3 tiền. Có cái bộ mết ở trong nữa. Tung skill đầu game rất mạnh. Coi như là đánh tay khỏe mà bắn trưởng cũng khỏe luôn ấy. Ui đang phải thua rồi. Mày to quá. To quá nhờ. Glacier. Chỗ này có Glacier này. Grim á. Grim à. Ây giời ơi. Grim. Ra ở round 10. Tuấn quay xe thôi nhưng gì nữa. Thực sự ấy, anh em Vũ Trung Kiên ạ. Tôi phải thú thật với anh em là cái bộ ngũ long hóa hình ấy. Bây giờ mà tôi chơi thì thế nào là cũng top 1 thôi anh em ạ. Kiểu gì cũng top 1 thôi. Cái line up mạnh nhất bây giờ mà lại còn vào tay tôi nữa. Đấy mà trong thâm tâm tôi thì thực sự là trong cái tuần này đã 2 clip rồi. Đấy mà tôi cũng không muốn ra tới tận 3 clip ngũ long hóa hình trong một tuần. Cái độ phổ biến của bộ này nếu mà những cái người xem người ta thấy cái sức mạnh của bộ này nó mạnh cái cỡ đấy thì sẽ có rất nhiều người sở farm bộ này anh em ạ. Quả thật là không muốn phổ biến nó quá nhiều, quá rộng rãi. Gladiator này. Đấy, thú thật với anh em là cái điều đấy. Anh em cứ để ý mà xem. Cái clip mà tôi lên về cái bộ đấy tôi cũng không lên vào cái dịp cuối tuần cơ. Tôi lên vào cái dịp hàng ngày. Vào cái ngày thứ hai, một cái ngày rất là bình thường như bao ngày khác. Chứ còn nếu mà tôi muốn phổ biến cái bộ đấy thì tôi đã lên vào cái dịp cuối tuần rồi. Mà thậm chí là không rửa vàng luôn. Nhưng mà không nha anh em nhá. Đã không muốn là cho nhiều người biết rồi. Đấy chỉ là gọi là anh em nào mà xem clip hàng ngày, xem tất cả cái clip tôi mới biết được cái bộ đấy thôi. Đó, thế nhưng mà không. Sau khi mà lên cái clip đấy thì lại có rất nhiều anh em lại thích tôi ra cái clip cái bộ đấy cơ. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Thế nên là nó cũng làm khó quá, khó tôi quá. Lúc đầu chỉ định ra một clip. Xong ngày hôm sau là anh em Di Bùi. Đấy, xong hôm nay là anh em Vũ Trung Kiên nữa. Thế đâm ra nó thành là 3 clip ấy chứ. Còn lúc đầu là nó chỉ có ý định là một clip duy nhất thôi. Một clip duy nhất giới thiệu. Mà cũng không có nói cái bộ đấy là nó quá mạnh đâu. Cái clip đầu tiên ấy là tôi chỉ có giới thiệu đó là sơ qua thôi. Nhưng mà ai ngờ sau khi lên cái clip đấy anh em thử xong anh em mới thấy nó mạnh quá. Thế là anh em bắt tôi làm thêm. Dã man thật sự. Không phải chỉ có trong rank đâu anh em ạ. Mà bây giờ nhá, tôi nói thật với anh em là kể cả ở trong những cái custom mà người ta lập ra những cái lobby người ta đánh, người ta ăn tiền với nhau ấy, là cái bộ đấy nó cũng đang là cái bộ vô địch đấy anh em ạ. Late game là chỉ có những cái thằng mà ngũ long hóa hình đấm nhau thôi. Khỏe lắm. Chấp hết các thể loại. Bây giờ không có một cái lineup nào counter được. Tôi khẳng định với anh em luôn. Không có một cái lineup nào counter luôn. Bởi vì nó quá mạnh. Còn nếu mà anh em hỏi tôi bắt buộc tôi phải đưa ra một cái lineup counter vào cái lineup đó thì tôi cũng xin trả lời các anh em luôn à, để counter vào ngũ long hóa hình ấy thì chúng ta chỉ có cái lineup ngũ long hóa hình là counter chính nó thôi anh em ạ. Late game là hai cái thằng ngũ long hóa hình đấm nhau nha anh em nhá.
Đấy. Rồi còn trận này thì chắc là thôi anh em ạ, tôi quay xe đây. Ra con Grim sớm à. Đấy nên là tôi cho tôi 9m tôi phang luôn cho nó nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em. Đúng không? Anh em có thấy thế là nó hợp lý không? À, tôi thấy thế là nó hợp lý đấy anh em ạ. Thế là nó tương đối hợp lý rồi. Chứ còn nếu mà bây giờ mà chúng ta lại sửa pha với bộ kia đâm ra phổ biến cái bộ đấy kiểu như là bắt mọi người phải chơi ấy. Đấy đúng không? Tôi thì tôi có bao giờ tôi bắt mọi người phải chơi cái gì đâu. Anh em thích chơi gì là quyền của anh em mà. Rồi ok, hôm nay chắc là quay xe rồi. Ra Grim sớm. Đúng kiểu bài ra gì chơi đấy đấy anh em. Đấy. Có vẻ như mấy hôm trước anh em nói là anh em rất thích tôi là bài ra gì chơi đấy. Đấy, rất thích xem những cái trận đấu mà bài ra gì chơi đấy chứ không phải uốn lắn theo một cái bất cứ một cái bộ nào cả đúng không? Thì đây, hôm nay ra Grim sớm này, ra 3 mét sớm rồi. Đó. Thì nữa tôi sẽ chuyển hết cái đống đồ này sang đồ mét thôi. Ok. Thế này đi, khỏe hơn đấy nhỉ. Gấu chưa chắc đã khỏe bằng. Ra cái món đồ nó hơi bị phí một chút. Đấy là chính là cái búa Sigma ấy. Ở trong bộ này nó không có dùng được. Nhưng mà cái quả đấy tôi random, nó hơi đen. Nhưng mà không sao cả. Thằng này ăn được không? Sao Breaker là bây giờ gánh luôn ấy. Khá là khỏe. Nói chung là phi tiêu mà phi vào con nào là con đấy chết luôn. Cứ phi trúng con nào là con này chết. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Vai đái ạ thề. Nhưng vẫn thắng. Cái con gấu khó chịu nha anh em nhỉ. Có chơi con gấu này không hay tí nữa thay con cây. À mà thôi, tôi sẽ bán cái con rồng đi. Không chơi ngu long hóa hình nữa nên bán con rồng đi anh em nhé. Bán con rồng đi, kiếm tí tiền. Đây. Ui mà như này có đép được quái không nhỉ? Mặc dù là 9m nhưng mà có vẻ là trông có vẻ hơi mỏng. Tôi phải thêm cái con gấu vào rồi đấy. Ui tôi chết rồi anh em ơi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Tôi đã phải thêm con gấu vào để cho nó có thêm con gấu con đấy. Là 8 con đấy. Được. Nếu mà để con xào breaker của khi thua lao quái mà cho con gấu vào ăn được. Đồ này chưa ngon lắm anh em ạ. Thực ra cái cấm đánh cũng chả cần lắm. Cái bộ này vào xoay quạt cái là coi như là cấm đánh luôn. Nó còn ra cái đồ nó còn chán hơn ở cấm đánh luôn ạ. Cái bộ này ấy, nó có cái khả năng đóng đá. Nên là cái việc cấm đánh thì nó cũng không quan trọng lắm. Đối thủ mà nếu mà muốn là không bị đóng đá, đối thủ sớm muộn gì đối thủ cũng sẽ phải lấy cái món đồ giáp trừ tà thôi. Mà đã lấy giáp trừ tà rồi thì cấm đánh nó cũng chả có tác dụng anh em ạ. Chính vì thế là tôi cũng không có lấy cấm đánh mà tôi hướng tới là cái gì? Là cái nó có hai món, đấy là cái huyết trượng. Huyết trượng là một. Thứ hai là chúng ta có thể tăng độ châu chó việc là lấy cái chén thánh. Cây 2 sao nữa này. Già này. Tạm thời như này đi. Rèn luôn, lấy đồ tím luôn. Vứt thôi anh em. Đấy rồi. Cho già đi. Thunder 1 sao không uy tín cho lắm.
chắc là tôi sẽ roll ở level 7 thôi anh em ạ. Cái tầm này không lên 8 đâu. Tầm này bây giờ bị đuối rồi. Đội hình thì nó chưa ra gì mà chúng ta lên 8 chúng ta không có tiền roll đâu. Chuyện này thọt tiền nhá anh em nhá. Bị thọt tiền đấy. Mà may mà quay xe sớm đấy. Chứ trận này khả năng là cũng sẽ không lên được 10 để mà chơi ngũ long hóa hình đâu anh em ạ. Khó. Trận này bọn nó cũng xanh này anh em thấy không? Hunter 2 rồi này. Tôi mà không form 9m sớm thì khi toang. May form được 9m rồi mới bắt đầu là mới mạnh từ cái giai đoạn này ấy. Đây rồi. Sẽ phải có những con 2 sao sớm. Vì chúng ta dừng lại ở 7 roll mà. Roll thêm cái lửa vậy. Round này là tôi định là up cấp lên. Round này là khả năng sẽ gặp cái thằng chuối đấy. Hồi up cấp lên đi. Không liều đâu, còn có 2 round thôi mà. Round này chắc chắn là sẽ gặp cái thằng có chuối rồi. Up cấp lên cắt chuối cái đã. Bây giờ chúng ta có 9m, chúng ta dư sức có thể cắt được cái chuối. Kể cả đấy là bộ cửa này. Cắt xong cái chuối này chúng ta sẽ có tiền mà chúng ta sẽ roll tiếp nha anh em nhá. Phải cắt cái chuối cái đã. Đây rồi. Ok. Hay quá. Cửa này nhưng mà chưa có đủ 6 con. Thì mình xin nhá. Đấy, form về 9m đó là quá hợp lý luôn anh em ạ. Thề. Có những cái lab mà nó sẽ mạnh sớm ở giai đoạn giữa. Trận này quay xe kịp thời đấy. Quay xe nó là chuẩn rồi. Một cái sự lựa chọn nó là quá hợp lý. Sau quả cắt chuỗi vừa rồi là tôi đã có một cái lượng tiền để tôi có thể roll. Roll tiếp già 2 hoặc là roll con flame 2 sao. Hoặc là roll cái con thunder 2 sao. Chúng ta có tiền để làm điều đấy sau cái round 20. 50 tiền ở level 8. Trận này mà đi ngũ long hóa hình thì khả năng là toang ấy. Không cắt được chuỗi của nó mà chúng ta có khi chúng ta lại kiểu không lên được 10. Trận này dễ rơi vào cái trường hợp như thế lắm anh em ạ. Thôi cứ đánh cho nó an toàn đi. Rồi. Hay quá nhở. Cây này, tôi sẽ roll cái con cây để lên 3 sớm thôi. Đánh ở level 8 là đủ rồi đấy, đủ bộ rồi. Level 8 thì cố gắng sẽ roll con già này hoặc là con thunder lên được 2 sao. Hoặc là cả hai. Thêm một cái con Sandbow nữa. Tôi nghĩ thế là hợp lý rồi. Trận này không cần phải ra cái con flame đâu. Bởi vì tôi thấy có một cái con khác nó có thể chơi thay con cái vị trí con flame. Làm co đấy chính là bây giờ có con ca lông. Con ca lông có thể thay vị trí con đấy được. Vừa có hiệu ứng trừ giáp nữa. Bắn đam tay to. Có hiệu ứng trừ giáp. Rồi Doom này. Doom này cũng chơi luôn. Thunder. Ra cả con heo nữa này. Con heo kết hợp bộ này có cũng được nhá. Đấy, cho vào không sao đâu. Không ảnh hưởng. Chén thánh à, để xem nào. Không, lấy cầu vực thẳm anh em ạ. Trận này phải lấy cầu vực thẳm. Khả năng sẽ gặp lâm rồng 9m đấy. Hợp lý rồi. Trận này không chơi ngũ long hóa hình, hy vọng là anh em Vũ Trung Kiên sẽ thông cảm cho tôi. Đấy, tôi sẽ làm cái line up đó vào cái dịp khác anh em nhé.
Thực sự là chúng ta làm cái bộ đấy ở trong tuần này quá nhiều rồi. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Trận này ấy, có chơi ngũ long hóa hình ấy, thì cũng khó để có thể form được anh em ạ. Tôi nói thật là khó. Lên level 10 nó không dễ ở trận này đâu. Nên là tôi quay xe sang 9m này thì mới có cái clip được. Chứ còn nếu mà chơi ngũ long hóa hình vớ vẩn không có clip luôn ấy, clip này coi như vứt đi. Không top 1 thì làm gì clip được up lên đâu, đúng không? Nên là đấy, cũng phải tính toán làm nào để có clip up lên nữa. Thằng kia chuối xanh không kìa. Tôi cũng sẽ roll tiếp cho đến khi nào mà chúng ta ra được cái con 2 sao nhá. Hết tiền luôn. Ra này. Giá 2 à? Giá 2. Tôi ưu tiên đâm cho con già chứ tôi không ưu tiên cho con Thunder đó. Đây, heo vào đi. Rồi. Già 2 là vào phát là phọt trưởng luôn. Đấy, có chuỗi này. Đổi cái món đồ này đi. Ok, đấy cái hộp ma thuật đã. Chúng ta sẽ đổi dần những cái món đồ này sang những cái món đồ bắn trưởng anh em nhá. Form dần dần đó. Đấy, đang có chuối hay không? Quá tuyệt vời anh em ạ. Được đấy. Bây giờ hy vọng gặp cái thằng có chuỗi cộng 10 kia để cắt chuỗi nó phát đã. Cắt chuỗi rồi tính sao? Đây rồi. Thôi thì mình xin cái chuỗi cái đã này. Này thì chuỗi với chúng tôi. Cây 3 sao Feather à? Xin cái chuỗi cái đã. Ok. 9m là được quá nhỉ. Ui, tiểu nhị form được cái 6 Glacier Velomaster 2 sao Kira. Căng đấy nhờ. 6 Glacier. Ok được rồi, không sao, tôi lấy con này vào. Không sợ, không sợ, không sợ. Bình tĩnh. Người chơi hệ thông thạo thì kiểu gì cũng đánh được anh em ạ. Ít ra là cái bộ mà tôi đang chơi cho anh em xem là cái bộ mà tôi cực kỳ thông thạo cái đã. 10 điểm thông thạo cái bộ này. Đấy, sau đó là cái bộ 6 Glacier kia thì nó cũng là cái bộ mà tôi phải nói là cũng phải 8-9 điểm rồi. Nên là anh em yên tâm, cả hai layup đều thông thạo, biết được nhược điểm của đối thủ và cũng biết được cái sức mạnh của đội hình mà tôi đang chơi. Nên là cũng không sợ cái bộ đấy đâu. Sắp chết rồi. Còn có 6 máu kia tôi chỉ cần đẩy một lần thôi là chết. Bây giờ cho gặp tôi là tôi đẩy được đấy anh em ạ. Yên tâm. Cái vấn đề là có gặp không. Trước ra 30 chúng ta vẫn có cửa ăn nha anh em nhá. Trước ra 30 vẫn có cửa ăn. Kể cả là level 10 luôn. Chấp lên level 10 kẹp cá vẫn ăn được. Đấy. Chấp level 10 kẹp cá vẫn ăn được nhá. Chỉ cần là trước ra 30 thôi. Còn sau ra 30 thì cái đấy tôi chưa biết. Cái đấy thì phải xem đã. Còn trước ra 30 thì cái bộ 9m vẫn ăn được cái bộ đấy. Anh em yên tâm. Tôi chơi thông thạo cái bộ này lắm. Tôi chơi phải đến là hơn 100 trận 9m và đã gặp những cái bộ như thế rồi. Đấy, đủ các cái kiểu thể loại để có thể đủ tích lũy kinh nghiệm chiến trường. Nên anh em cứ yên tâm, gặp tầm này vẫn ăn được. Khẳng định với anh em luôn. Người ta thông thạo ở một cái layup ấy là cái tham minh cái sức mạnh đội hình ở từng cái giai đoạn. Đấy, thì ở cái giai đoạn này, cái bộ này tôi chơi cực kỳ nhiều nên là tôi biết. Tôi đã gặp cái bộ Glacier ở giai đoạn này rồi. Và tôi đã ăn được rồi nên là tôi biết là tôi vẫn ăn được. Chỉ cần cho gặp thôi. Bây giờ chúng ta cần gì? Cần gặp trước ra 30. Và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp trước ra 30 đấy. Bởi vì là từ ra 20 đến giờ là chúng ta vẫn chưa gặp anh em nhá. Nên là chúng ta sẽ gặp. Ok, bây giờ tôi sẽ roll để tôi form một cái đội hình. Thêm là con Thunder 2 sao nữa, hoặc con Doom 2 sao. Già này. Con này cũng lấy nhá. Thay cho cái con Flame đấy.
Đây rồi. Đây rồi, từ từ nha. Xem nào, quả trứng này cho con nào đây? Con cây. Hợp lý. Giải phóng cái hàng chờ cái đã này. Lên được cái 9 đã. Đấy. Lên được level 9 để bằng cấp với cả cái con Velomancer cái đã. Rồi, huyết trượng. Đây là cái món mà tôi đang cần. Đấy, lên được 10 rồi nhá. Bộ Velomancer tiểu nhị cầm đã lên level 10 rồi đấy. Đó, nhưng mà tôi kẹp được thêm con rồng vào đây rồi. Chúng ta đánh ở level 9 thôi. Cặp luôn đây. Rồi, xem nào. Lé được cái xích. Ây à, càng đấy bạn ơi. Càng đấy. Đập trứng cho cây rồi. Có tác dụng tí chứ. Ok. Không biết qua được không nhỉ? Trông hơi dã man đấy. Phọt. Ui, vẫn kịp. Chói được anh em ơi. Xích được chó rồi anh em ơi. Đánh tay. Đánh tay chết anh em ạ. Thề. Quá dã man. Rồi. Vậy là xong rồi đấy. Bây giờ cái con Velomancer với bộ 6 Glacier đáng sợ nó đã bị tiêu diệt rồi. Trước ra 30 là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ là những cái line up khác thôi. Rồi, để xem nào, đổi được cái đồ gì. Giáp trừ tà. Giáp trừ tà có lấy không nhỉ? Thực ra là cũng sẽ phải lấy. Bởi vì làm sao? Có hack. Có hack nhá. Có Saman phải lấy giáp trừ tà. Đẩy 25 máu luôn ạ. À, thề. Ui, già bà. Già này có cơ hội lên 3 đấy. Tạm thời chơi 2 con cái đã. Lên 10 là cho thêm con Doom vào thôi. Đánh với cả God. Chơi đánh với God Zusai. Thì chúng ta sẽ cần con Doom này. 9m này đánh với cả gót đỏ cũng không phải là ở cửa dưới đâu. Vẫn có thể ăn được. Hai quẹt là bay màu rồi. Hai con già cơ mà. Đẩy gót đỏ 20 màu. Dã man thật sự. Hai con già này còn khỏe hơn là con Thunder ấy nhỉ. Có khi trận này không chơi Thunder cơ. Chúng ta chơi con rồng là được rồi. Con rồng nó sẽ giảm đam của cái con co của đối thủ. Thôi lên 10 cho thêm con Doom vào là xong. Hết game rồi. Già lên được 3. Già lên được 3 chắc cho thêm Thunder vào. Hoặc là cho Sample Exit. Quá khỏe anh em ạ. À đi rồi. Tôi không hiểu sao là vẫn giữ cái con gấu nhỉ. Sao vẫn giữ con gấu mà không bỏ con gấu ra kẹp cá vào nhỉ. Kẹp cá vào thì có thể là nó sẽ ăn được đấy. 6 đỏ kẹp 4 cá. Đấy, chơi 4 gót vẫn được. Chơi 4 gót vẫn được. Tốt nhất là nên kết liễu nó trước khi nó nhận ra điều đấy. Không tí nữa. Nó 6 đỏ kẹp 4 cá vào thì cũng khó đấy. Thì chắc là top 2. Trừ khi là con Doom nó combo với con Grim đẹp thôi. Ok, lấy đũa phán xét đi. Rồi, lên 10 luôn, kẹp Doom vào. Có lẽ trò chơi kết thúc được rồi đấy. Grim 2 sao này. Combo đẹp là ăn được rồi.
Mới có 31 round anh em ạ, 31 round đã kết thúc trận đấu rồi. Trận đấu này gặp đối thủ hơi nhạy ký, đối thủ dễ quá, chưa xứng tầm. Làm video clip vào ban đêm này thường cái các cái đối thủ nó sẽ không được mạnh như là chơi ở ban ngày anh em ạ. Cao thủ tầm giờ này là đi ngủ hết rồi. Sáng mai tôi sẽ kiếm cái giờ mà nó có cái cao thủ để chúng ta có một cái siêu phẩm hay hơn. Trận này kiểu nó dễ dàng quá ấy, nên là cảm giác như là nó chưa được hấp dẫn cho lắm nhờ anh em nhỉ. Sáng ngày mai tôi sẽ tìm một cái trận đấu có cái đối thủ lặng ký hơn để chơi anh em nhá. Chắc chắn là hứa với anh em là clip vào tối ngày mai sẽ ra một clip gặp cái đối thủ lặng ký hơn. Ví dụ như Zequen chẳng hạn. tí nữa tôi săn. Ông này là bây giờ dạo gần đây là toàn 2-3 giờ sáng lên livestream. Tí nữa tôi sẽ cố gắng tôi săn Zequen nha anh em nhá, để có một cái con game up vào tối ngày mai. Đấy. Rồi anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video clip tiếp theo của tôi nhá anh em nhá. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái lab mạnh nhất ở trong meta, lab ngũ long hóa hình thế hệ 2 nhá anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, tập 2 của bộ phim Lưỡi Hái Tử Thần, dồn toàn bộ đồ cho Senbou Exit và kết nhá anh em nhá. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.